Nhỉnh gì trời, tao nói đúng rồi ba. Cái máy này bán được vô hơn 5 tập với Tây. 5 tập đây có, đúng không? 5 tập đây có 6 triệu bạc. 6 triệu bạc anh cấn vô cái máy này anh bán quề vốn luôn. Tao bán quề vốn luôn, tao bán tiền súp, tao bán tiền giáo án. Mày cười cái gì thằng media này, mẹ đúng là cái thứ không không biết làm kinh tế mà làm media. Em thấy mông anh đẹp không? What? Anh đẹp. Thấy cái chân anh đẹp không? Cái chân đẹp. Của anh kìa, chân thẳng băng, chân cưng chưa? Đẹp mét mấy anh? Mét 72. Không mét chân mà. Ai biết mét 1. Cái gì đó nó cà cà ta. Nói chung hôm nay là em tập phần upper body. Đây đây đây. Tranh thủ tí đấy, đứng này. Upper body là gì? Từ rốn đi lên. Là tập phần trên. Đi lên. Đó, nhưng mà tập phần trước là phần vai, phần ngực và phần tay. Đời sống hiện đại. Đôi lứa yêu nhau. Gia đình hạnh phúc. Đẳng cấp gym. Duy Nguyễn, doanh nhân thành đạt. Luxury Home Gym. Chào các bạn đến với chương trình video của Duy Nguyễn. Duy Nguyễn nổi tiếng với hai câu thơ trong ngành gym, đó là gì? Ngực nở eo thon, phân mỹ nữ, vai u thịt bắp, định anh hùng. Nên trong cái tiêu chí làm việc của Duy Nguyễn luôn bao giờ nghĩ tới hai cái trạng thái đó. Hai cái trạng thái đó nha các bạn. Là một người đàn ông tập gym mạnh mẽ trong phòng gym. Nhưng mà đối với một người phụ nữ thì Duy Nguyễn luôn có những cái giáo án thước tha đầy mạnh mẽ, gym nữ, tâm kinh. Và ngày hôm nay Duy Nguyễn sẽ mang đến cho các bạn một video để thể hiện hai cái phong thái đó. Anh mạnh mẽ, lộng lẫy bên khung phi quay. Em thước tha, ngạo nghễ. Sao tự nhiên chơi cái bể kẹo lộng lại lại. Lại nha, nè, vô nha. Em thước tha, ngạo nghễ là bên cái máy SXT550. Một cái máy home gym. Nó khác so với cái máy Apollo 7000 bên tư bên đây nha em. Tức là bên đây là một cái máy khác, bên đây là một cái máy khác. Khi mà chúng ta mua về nhà đó là chúng ta mua một trong hai máy, ok, hiểu không? Còn nếu mà có tiền như Duy Nguyễn thì mua hai cái luôn. Thì hôm nay anh em sẽ tập những bài trên đây. Trên đây là một cái máy mà em tập được hết tất cả những nhóm cơ luôn. Nhưng mà kỳ trước á, anh đã hướng dẫn em tập đùi bên đây rồi. Thì bữa nay sẽ không lặp lại đùi bên đây. Nó sẽ vào một cái dịp xa xăm nào đó. Nếu mà anh còn cái hứng nha. Rồi hôm nay anh sẽ chỉ em tập ngực, tay. Nếu mà còn thời gian thêm bài vai nữa. Nói chung hôm nay là em tập phần upper body. Đây đây đây. Tranh thủ tí đứng này. Upper body là gì? Từ rốn đi lên. Là tập phần trên đi lên. Đó, nhưng mà tập phần trước là phần vai, phần ngực và phần tay. Phần lưng tập rồi. Ủa lưng tập chưa ta? À chưa tập đúng không? Chưa tập thì bữa sau tập. À, rồi bây giờ vô. Rồi, phụ nữ là tập nhẹ nhàng duyên dáng thôi, không cần phải qua anh kia để là chuyện đàn ông nha. Rồi bây giờ tập gì ta? Ngực đi ha. Anh chị em tập biết. Rồi vô ngồi đi, em ngồi đẩy ngực đi. Ngực đầu tiên mình đẩy trước một cái xong rồi mình ép sau. Vô lẹ lẹ. Vô ngồi đẩy đi. Cái ghế cao thấp chỉnh sáu. Mày sẽ bên này đúng không? Ừ, đúng rồi, chỉ như vậy thôi. Ok. Rồi tay cầm vô đây. Từ từ. Ok chưa? Rồi thoải mái chưa? Phải thoải mái mới được. Rồi, đẩy ra có khó không? Đẩy đây. Ok, chuẩn. Vô. Đẩy ra, thở ra. Ừ, đó. Yeah. Ok, tốt. 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 Ủa. Tốt. 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 10 cái. Ok. 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 Giờ. Yeah. Rồi, thôi, thả lỏng đi, nghỉ ngơi, phát đầu vậy thôi. Khung này là khung lợi hại lắm em. Khung này là dư tiền mới mua nha. Khung này nó vừa freeway nè, nó vừa cái khung squat ở ngoài mà nó lại vừa cái khung Smith ở trong, mà nó lại vừa thêm cái stretch drive trong nữa kìa. Ghê chưa? Trời, nhiều chức năng ha. Trời đất ơi, Duy Nguyễn mà. Không chơi thì thôi, phải chơi vậy đó em. Chơi làm chơi máy xịn. Gym chúa mà. Rồi vô. Vô. Ủa anh chỉ em đỡ mà em nhớ đâu.
Nhớ. Nhớ vô đỡ. Ủa, tí nặng thì mới đỡ chứ. Không, anh thích. Anh thích hả? Anh thích có gì đó cỏ xác. Ok. Chơi. Tại vì anh thích là được à? Huy. Rồi. Vô. Ok. Ủa, công nhận tập đã. Fail không anh, fail không, fail? Fail không, tập ở game THOL gì? Nhỉnh gì trời, tao nói đúng rồi ba. Cái máy này bán được vô hơn 5 tập với Tây. 5 tập đây có, đúng không? 5 tập đây có 6 triệu bạc. 6 triệu bạc anh cấn vô cái máy này, anh bán quề vốn luôn. Tao bán quề vốn luôn, tao bán từ súp, tao bán từ giáo án. Mày cười cái gì thằng media này, mẹ đúng là cái thứ không không biết làm kinh tế mới làm media. Ok em tập ha. Đúng không? Chứ nãy giờ mày sống trên đời mày muốn cái gì mày muốn ăn. Phải biết thả con tép bắt con tôm. Đúng không? No 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 no. Tốt tốt tốt. Come on. Come on. Come on. Come on. Hey. Great. Ha. 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 Tập lưng luôn. Mười cái hả? Người ta nói máy home gym rồi, thiết kế cho vợ chồng đó ba. Đếm, cho những người yêu nhau đó. Thiết kế vợ chồng đó ngồi không đã không? Vậy đó. Còn nếu muốn tận dụng cơ hội thì xét vô vậy nè. Thả ra đi. Thả. Mệt quá. Đáng lép rồi còn chén ép nữa chứ. Đây, cái này viral nha. Này viral. Hây. Ho. Chờ. Ba. 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 Vô lên tạ. Ra chưa? Ra luôn. Ra rồi hả? Ok. Hỏi. Vô. Vô. Bành hốc. Anh thấy cảm giác nó an toàn chưa anh? An toàn em. Mà em đỡ như vậy anh thấy an toàn chưa? Anh bảo vệ hai lớp luôn mà. Lớp em với lớp này nữa. Với lớp này nữa. Được, 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 được. Được, được. Ok, rồi. Dứt. Ép vô. Đúng rồi, không đừng có thẳng tay. Ừ, vậy đó. Nhớ vị trí vậy nè, ok. Thả ra. Thả nặng hay nhẹ? Đăng. Nặng hay nhẹ? Vừa. Vừa gọn tới đó nha. Cái tay này, tới đây được không? Được không? Được. Rồi. Này có đồ mà. Ép vô. À. Ép vô. Không. Ừ, cứ ép đi, sai chỉnh, ép đi. Ừ. Rồi, thả ra. Thả từ từ thôi. Căng cái ngực ra. Cù chỏ cao cao lên xíu. Cù chỏ cao cao, không phải, cái tay thấp thấp cù chỏ. Ok. Rồi, dứt.
Đó, từ từ ép vô, ép sát vô. Ừ, ép vô là thở rồi đó. Ừ, giữ lại, đúng rồi. Ok, bà này cố tập đi, không có đỡ được. Đó, má la gì ghê vậy. Ok, nhẹ thôi xem tạ. Ok, 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 rồi rồi đó, từ rồi xong. Anh chỉ em bài khác cũng vậy nữa, nhưng mà cái tay vô nó sẽ là như vậy đó, nó không ép vô nữa nha. Hai bài khác nhau nha. Rồi em đẩy mạnh ra, đẩy ra giống lại ngực vậy đó, đẩy ra cho hai tay vô đây luôn. Ờ à, đó đó, đẩy, ừ đẩy vô. Ừ rồi, từ từ biến thể tiếp như vậy đúng không, cổ tay đang về nè, em úp lên tí vậy nè, đó giúp đó. Hai bài nha. Ok ok. Con gái này phải tập những bài ngực này. Để ngực to hả hay sao? Không, cái bài này nó có tác dụng là nó làm cho cái khe ngực của em nó khích lại á, để sau này em làm cái nói chung anh là ngó vào đây xem nó đủ khít chưa. Cái này nó hơi nhạy cảm các bạn, nói chung là nó sẽ giúp cho cái khe ngực của em nó khích lại. Ok, mà khi mà khe ngực khích lại á thì ai đó sẽ sướng hơn. Ờ đúng rồi đó. Thôi được rồi, nghỉ đi, rồi xong chút tập tiếp. Tập gì tập hoài vậy? Rồi uống cao một cao đi, xong rồi nó nhẹ thêm lên tạ ha. Hai này, nói thiệt với em luôn á, từ lúc mà Covid tới giờ anh chưa giờ tập nặng như luôn á. Bây giờ anh đuối quá nè, anh đuối quá. À quên, đúng không, tập đùi đau không? Đau đau anh. Chút massage cho, chút nằm xuống nằm úp mông đi, anh massage cho vài cái. Từ từ thở một cái, tao đi mua không nổi luôn nè. Lên tạ cũng có nổi không hay là chơi vậy thôi? Bằng đấy được rồi, con gái đâu tập lên bắp đâu. Ok, rồi. Bằng trước đi, đúng không? Đẩy trước. Đẩy không? Em sao? Ok. Hai. Hình ảnh vô đây. Chưa. Ê, đừng có gì quá. Ủa, lộn, xin lỗi. Lộn. Tao nói mà một bên nặng một bên nhẹ má ơi. Lộn làm dư. Hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, ghê chưa? Tám, chín, ghê chưa? Wow, wow. Bảy, tám, chín, mười, và xì hẻo. Đủ rồi. Tập sướng. Ủa xong tập kia hả? Chưa. Này super set luôn. Super set nhồi đam để pháp. Nổi không? Hai cái. Ừ. Cố lên. Ừ. Muốn có khe
thì phải ép. Năm. Ép sao mà ép gì mà ép khó quá trời. Ép sai tay mà. Rồi rồi đi. Ép vô. Em nổi. Hết nổi đúng không? Hết nổi. Hết nổi thôi thả rồi đi. Nhây nữa. Lúc nãy là mất đà. Trên đời này có gì mà đây không làm được. Đếm. Tạ quá má ơi. Tạ quá má ơi thì thả tạ ra đi con ơi. Giang ra. Anh không phải kéo để em kéo. Đó. Anh để đấy thôi. Nhẹ quá, mấy cái đồ quý này. Trời ơi. Cái dáng tài cái thằng thẳng chút xíu nó cong cong xấu quá. Tại vì nó không cong không kéo được hiểu không? Trước khi vô thì anh thông báo với em là cái cây gỗ này anh lấy bên Bình Tân qua đó. Cây gỗ này lấy bên Bình Tân qua đó em. Ủa em tưởng lấy từ bên Mỹ qua. Không, gỗ này gỗ ở đâu không biết nữa. Nói chung thì bây giờ Bình Tân đã hết cái cây giống mất chuối rồi. Thì mai mốt Đạt coi đi đâu mua cái cây giống vậy đi Đạt. Nhóm chuối. Wow. Em thấy mông anh đẹp không? Đẹp. Anh thấy cái chân anh đẹp không? Cái chân đẹp. Của anh kìa, chân thẳng băng, chân cưng chưa? Đẹp mét mấy anh? Mét 72. Không mét chân mà. Ai biết mét 1. Bây giờ anh cho em thấy được cái sự đẳng cấp trong thiết kế của anh nè. Đừng có quậy để làm xong chương trình cái này. Cái bài giống bắp chuối á thì phải nhìn vô kiến. Hiểu không? Ok. Nên anh thiết kế cái máy này anh đặt cái vị trí gần ngay kiến nhỏ luôn. Anh có nhìn thấy không? Em vô thử đi. Ồ, ngay vị trí xịn luôn đó. Nhìn thấy không? Đó. Nhìn được luôn. Cái đó là sự tinh tế của Home Gym 500 triệu của anh á. Wow. Tuyệt vời. Bài này là face bull. Face là cái mặt bull là đấm vô mặt. Face bull. Kéo vô mặt đó. Đúng cái này được chưa? Thử kéo thử một cái coi gần sao nữa. Quan trọng đoạn vô á. Không phải. Dạ. Yeah. Cái gì đó là cà cà ta. Chỉnh cái quần. Rồi nè. Em đứng đàng hoàng đó. Đâu đang anh chỉnh mà. Ok. Rồi em kéo. Kéo vô đi. Anh chỉnh cái động tác vô. Không phải vậy. Đó. Thấy chưa? Nhớ vị trí này chưa? Ok nhớ chưa? Nhớ gọi gì? Rồi nhớ gọi đi. Cái động tác phay bull là gì? Phay là cái mặt. Bull là kéo đúng không? Kéo vào mặt. Nhưng mà bây giờ ý anh biết kéo vô mặt. Nhưng mà bây giờ đó, anh đứng ở đây thì anh không minh họa được kéo mà anh minh họa được push. Push là động từ đó lập với pull. Bây giờ đi vô cánh cửa của BBT đó sao cái chữ push và chữ pull. Ok thì giờ nè cái hướng này đúng không nè nè vô này không thì nó phải đi vậy nè bụp 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 đó. Do đó đó thì cái nắm đấm của anh là cái gì? Nắm đấm của anh là cái này nè đúng không? Cái này nè nè anh cầm kéo đi nó phải gớt vô ngay lỗ mũi của em á. Nhưng mà động cái tay ra ba. Động cái tay ra kéo cái vai sát vô kéo cái vai. Nó cái này nè nó quất vô miệng nè. Ok đó chuẩn từ chuẩn rồi cái tay vậy là chuẩn nè hả không nó vậy nhớ vị trí này cho anh nha. Ok bớt cà lại
cà cà con khỉ khô phải đứng dậy nó chỉ mới được. Rồi phân tích tiếp, đây giữ lại hondit hondit sao biết rồi, đây nó phải phay buôn vô đó, nó phay buôn vô nó mới lên được cái chỗ này nè, cái chỗ này nè, cái chỗ này nè. Ok 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 ok. Rồi tao đây. No 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 no. Ghim bộ đi trước mặt nè, động tác này quay vô cái thần vô mặt á, lúc mà nữ tập á quay vô cái thần mặt. Cái tướng đứng không có trọng tâm nha. Ờ à, em đứng sao phải có trọng tâm chứ đứng. Ừ, đó như vậy đi. Rồi. Rồi tập đi, đứng có trọng tâm đàng hoàng. Đứng trọng tâm là sao? Tức là cái chân của em nó phải chịu lực vậy nè. Chứ không phải em đưa mông ra sao em đẩy kiểu này nó đâu trọng tâm đâu. Nó cái chân nó thẳng. Đó nó chịu lực. Rồi giật. Rồi. Thần vô, mặt thần thái vô. Ờ. Ờ. Cái đùi gối không cần thẳng đâu, xấu quá. Ờ, đó. Thần thái vô, đúng rồi. Nè, lưng nè, đó, lên lên. Tập nhiều nhiều đi, mốt đốt. Mốt ấy ấy nó mới có lặng đây. Ok. Rồi, ok. Ờ, đó, tập tập thấp quá nó vô lưng luôn em. Tập cao cao lên nó vô vai, đó. Vai là động tác này nó dễ tập mà nó cũng rất là hiệu quả. Với điều kiện là phải mua máy của THOL nha. Đó. Phải buôn. Rồi xong. Ra đi cho tao tập giới tập hoài vậy. Tháo về luôn đi dưới dướng là xong tập. Nhúng 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 nhúng. 2 2 3 4. Lên. Ồ em luôn không còn đau chân nữa là anh. Quá má ơi, má ơi, má ơi, má ơi. Từ thôi, không còn nhanh vậy đâu em. Ừ, đó. Ok. Tiếp vô. Ok. 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 Giờ nhóm. Hey. Qua. Rồi em vô em tập đi em ơi. Ừ rồi đúng rồi. Bài này có tên là Upright Row. Home gym. Home gym của gym chúa Upright Row. Tờ bài này bắp tay chắc à, vai sẽ rất đẹp đúng không? Đừng hạn chế, đừng để cho cái tay nó cao hơn em. Em nên để cái này nè. Không, anh nói nãy là như nè. Đừng có kéo lên vậy. Ờ à, đúng rồi. Cái quan trọng là khúc này nè. Nó phải ngang. Come on. 20kg chứ mấy. Sao nói đến tạ là mọi người cứ kỳ thị mình thế nhở? Trời. Đâu, cái này hết rồi là nhón thêm thôi. Đâu, nhón đi anh ơi. Có bị tê tê ở đây không? Mỏi quá. Rồi, em tập. À, vô nè. Anh kết thúc máy này luôn rồi đó. Kết thúc.
kết thúc. Kể từ đây chấm hết. Là lớn vậy? 6 7 Sợ người ta không nghe được. 8 9 Là con cục là lớn vậy? Chứ gì? 10 Yeah. Em có cái tật em đứng cái dù gối thẳng quá. Không phải. Đứng vậy nè. Em lên hai cục cho anh coi. Đó, đứng vậy nè. Em đứng thẳng băng vậy nè. Đứng thẳng băng này á? Không, không phải. Đứng gì vừa thôi, đừng có mong ra làm sao ba ơi. Đây à? Đứng kiểu cách quớt. Đừng có thẳng đùa quá. Đó. Ôi lên tặng nó đã. Uống rượu rồi xong vậy? Rồi liệt luôn rồi đúng không? Mọi người ra đây đi, chỉ bài khác. Phân phối thực phẩm bổ sung thể hình và mạng lưới trung tâm gym THOL lớn nhất Việt Nam. BBT, anh cả tiên phong ngành gym và supplement. Duy Nguyễn, BBT Founder.